đang lên kế hoạch ốp lát lại ngôi nhà của mình, tuy nhiên không biết dự trù chi phí như thế nào để cho hợp lý. Vậy thì trong video này, Blog Nội Thất Đẹp chia sẻ đến các bạn bảng giá mới nhất của các loại gạch ốp lát năm 2022 và chi phí ốp lát gạch hiện nay các bạn nhé. Từ đó thì bạn có thể lựa chọn và dự tính được chi phí ốp lát gạch cho ngôi nhà của mình. Gạch ceramic hay còn gọi là gạch men được dùng khá là phổ biến. Loại gạch lát nền này được làm chủ yếu từ cát, đất sét, sau đó nung trong nhiệt độ cao trên 1000 độ C. Và điểm nổi bật của dòng gạch lát nền này là khá đa dạng về mẫu mã, kích thước, màu sắc, thích hợp với các không gian sử dụng khác nhau. Tuy nhiên nhược điểm là khả năng chịu lực kém, rất dễ bị sứt mẻ khi bị va đập. Tùy theo từng thương hiệu khác nhau mà gạch ceramic sẽ có giá khác nhau, tuy nhiên chúng sẽ dao động trong tầm giá như sau. Thứ nhất, giá gạch ceramic 30x30, giá dao động từ 110.000 đồng đến 130.000 đồng trên 1m². Thứ hai, giá gạch ceramic 400x400, có giá khoảng 90.000 đồng đến 190.000 đồng trên 1m². Thứ ba, gạch lát nền ceramic 50x50, giá dao động từ 130.000 đồng đến 150.000 đồng trên 1m². Thứ tư, giá gạch ceramic 600x600, có giá từ 150.000 đồng đến 190.000 đồng trên 1m². Thứ năm, gạch ốp ceramic 30x45, giá dao động từ 110.000 đồng đến 250.000 đồng trên 1m². Thứ sáu, gạch ốp tường ceramic 30x60, có giá là 130.000 đồng đến 160.000 đồng trên 1m². Gạch granite, đây là một loại đá nhân tạo được sản xuất từ 70% bột đá và 30% đất sét, đồng thời là loại gạch lát nền công nghệ mới được sử dụng nhiều nhất trên thị trường hiện nay. Bởi vì chúng có ưu điểm vượt trội là khả năng chịu lực tốt, bền màu, không bị bong chóc. Tuy nhiên, gạch granite cũng có một số hạn chế như là ít mẫu mã để lựa chọn và không thấm nước. Vì vậy, với những khu vực có mưa nồm như ở miền Bắc thì không phù hợp lắm. Thứ nhất, giá gạch granite 60x60 công nghệ Eco, giá dao động từ 300.000 đồng đến 420.000 đồng trên 1m². Thứ hai, giá gạch granite 80x80, giá dao động từ 380.000 đồng đến 400.000 đồng trên 1m². Thứ ba, giá gạch granite dòng platinum cao cấp, có giá từ 500.000 đồng trên 1m². Thứ ba, loại gạch porcelain. Gạch porcelain còn được gọi là gạch bóng kiếng, gạch bán sứ, gạch xương bán sứ và là vật liệu ốp lát rất là cứng chắc, có khả năng chịu lực tốt, độ bền cao, chống thấm hiệu quả. Và một ưu điểm vượt trội khác của loại gạch lát nền này là độ thẩm mỹ cao, mẫu mã đa dạng, phù hợp với rất nhiều không gian khác nhau. Tuy nhiên cũng tương tự như gạch granite thì gạch bán sứ không thấm nước cho nên hơi bất tiện. Loại gạch này cũng có mẫu mã, thiết kế đa dạng, màu sắc hài hòa, được ứng dụng làm gạch trang trí, mang đến vẻ đẹp tinh tế, sang trọng cho các công trình ứng dụng. Do đó mà gạch porcelain trở thành loại vật liệu được nhiều thợ thầu, gia chủ ưa chuộng, sử dụng trong các công trình nội, ngoại thất hiện đại ngày nay. Thứ nhất, giá gạch bán xương 600x600 có giá từ 170.000 đồng đến 250.000 đồng trên 1m². Thứ hai, giá gạch bán xương 800x800 có giá từ 300.000 đồng đến 350.000 đồng trên 1m². Sàn gỗ tự nhiên. Bên cạnh gạch lát nền thì ốp sàn gỗ cũng đang rất được ưa chuộng bởi vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng và cảm giác ấm áp cho cả không gian ngôi nhà mà chúng mang lại. Sàn gỗ tự nhiên được làm từ 100% các loại gỗ tự nhiên, trong đó các loại gỗ tự nhiên dùng để ốp sàn phải là những loại gỗ quý có độ chịu lực tốt, khả năng chống mài mòn và ma sát tốt nữa. Và tất nhiên song song với đó thì giá của gỗ tự nhiên ốp sàn cũng tương đối cao, khác nhau tùy vào từng chất liệu và kích thước, cụ thể như sau. Thứ nhất, sàn gỗ căm xe, giá dao động từ 880.000 đồng đến 960.000 đồng trên 1m². Thứ hai, sàn gỗ sồi trắng, giá dao động từ 740.000 đồng đến 810.000 đồng trên 1m². Thứ ba, sàn gỗ chiêu lưu, giá dao động từ 970.000 đồng đến 1.030.000 đồng trên 1m². Thứ tư, sàn gỗ giáng hương, giá dao động từ 1.620.000 đồng cho đến 1.920.000 đồng trên 1m². Thứ năm, sàn gỗ gõ đỏ, giá dao động từ 1.500.000 đồng đến 1.650.000 đồng trên 1m². Thứ sáu, sàn gỗ walnut hay là gỗ óc chó,
có giá dao động từ 1.370.000 đồng cho đến 1.460.000 đồng trên 1 mét vuông. Thứ 7, sàn gỗ giá tị có giá dao động từ 780.000 đồng cho đến 880.000 đồng trên 1 mét vuông. Sàn gỗ công nghiệp. Khác với sàn gỗ tự nhiên được làm từ ván gỗ nguyên khối thì sàn gỗ công nghiệp được làm từ bột gỗ tự nhiên, nghiền nhuyễn kết hợp với công nghệ ép nén hiện đại để cho ra một dòng sản phẩm gọi là HDF. Sàn gỗ công nghiệp HDF có thể thay thế sàn gỗ tự nhiên, tuy nhiên chất lượng chỉ nằm ở mức tương đối, nhưng mà bù lại thì giá thành hợp lý hơn nhiều, cụ thể như sau. Thứ nhất, sàn gỗ công nghiệp dày 8mm, giá dao động từ 230.000 đồng đến 480.000 đồng trên 1 mét vuông. Thứ hai, sàn gỗ công nghiệp dày 10mm, giá dao động từ 230.000 đồng đến 500.000 đồng trên 1 mét vuông. Thứ ba, sàn gỗ công nghiệp dày 12mm, giá dao động từ 240.000 đồng cho đến 610.000 đồng trên 1 mét vuông. Giá thi công ốp lát gạch. Sau khi nằm sơ qua về các loại gạch thì bạn đã có quyết định lựa chọn loại nào cho từng không gian của ngôi nhà mình rồi đúng không nào? Giá gạch thì cũng tính được rồi nè, còn vật tư đi kèm khi ốp lát thì chỉ có xi măng trắng để che kẽ son mà thôi. Còn giá thi công ốp lát gạch thì có hai dạng như sau. Thứ nhất, bạn có thể thuê thợ theo công nhật. Thì hiện nay, một ngày công của thợ ốp lát sẽ rơi vào tầm khoảng từ 400.000 đồng cho đến 600.000 đồng tùy theo khu vực và tay nghề. Thứ hai, hoặc bạn có thể giao khoán cho đơn vị thi công. Tùy theo hiện trạng mặt sàn nhà của bạn mà giá thi công cũng sẽ khác nhau. Và họ sẽ tính theo từng công đoạn như sau. Đục bỏ sàn cũ, nếu nhà lát sàn mới thì bỏ qua bước này, 50.000 đồng trên 1 mét vuông. Đục âm và gom xà bần, 65.000 đến 80.000 trên 1 mét vuông. Dọn vệ sinh và cán nền, không bao gồm vật tư, 45.000 đến 55.000 trên 1 mét vuông. Công lát gạch thì tùy vào từng loại gạch, kích thước càng lớn thì giá thi công càng cao và dao động từ 125.000 đồng đến 300.000 đồng trên 1 mét vuông. Vậy là trong video này, Bất Động Nội Thất Đẹp đã chia sẻ đến các bạn bảng giá mới nhất của các loại gạch ốp lát năm 2022 và chi phí ốp lát gạch hiện nay. Hy vọng bạn sẽ chọn được cho mình loại lát gạch phù hợp nhất với từng không gian nhà mình nhé. Các bạn thấy video của Blog Nội Thất Đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share ủng hộ Blog Nội Thất Đẹp nhé. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.